Rồi trả lời câu cuối. Con vừa vừa rồi con có xem một pháp thoại của Hòa thượng Tịnh Không. Hòa thượng nói rằng nghe mùi trên cơ thể có thể biết được công phu tu hành của mỗi người. Trong căn phòng của một người có tu tập tốt đều tỏa mùi hương, dù không có dùng nước hoa hay các chất tạo mùi khác. Con cũng nghe nhiều lần về vấn đề này trong những bài pháp thoại khác. Cho con hỏi, trong kinh Phật có đoạn kinh nào nói về mùi hương của Phật không? Quan niệm này nên giải thích như thế nào? Liệu có thể giải thích bằng khoa học hay vì thân thể họ thanh tịnh nên tạo ra mùi hương? Khoan, sư coi cái này là sư có rồi. Sư trả lời câu đầu trước đi. Trả lời câu đầu trước đi. Là Phật có mùi hương hay không? Thì khi mà sư dò ở trong kinh tạng và chú giải đó, thì không có cái bài kinh nào nói về cái mùi hương của Phật. Không có. Nếu quý vị có tìm thấy, quý vị chỉ sư giùm, sư tìm thì không thấy. Nhưng mà nói như thế này, sư chắc chắn một chuyện là Phật không có mùi hôi. Còn cái chuyện mà ngài có mùi thơm hay không thì kinh không có nói, nhưng mà sư chắc chắn là ngài không có mùi hôi. Bởi vì sao? Có những cái nghiệp, ví dụ như khi mà mình tạo ác nghiệp bằng lời nói thì nó sẽ cho cái quả là cái nhiều quả lắm, mà một trong những số đó nó sẽ cho cái quả là miệng có mùi hôi. Mà Đức Thế Tôn á, ngài rất là hoàn mỹ, cho nên là trong những kiếp chót ngài không còn tạo ra cái nghiệp ác bằng khẩu, cho nên là ngài sẽ không có miệng, ngài sẽ không có mùi hôi. Tương tự như vậy, thân của ngài sẽ không có mùi hôi. Do muốn thân có mùi hôi đó thì chúng sanh, thứ nhất là chúng sanh phải hưởng dục, chúng sanh phải hưởng dục. Cái thứ hai là chúng sanh tạo ác nghiệp bằng thân. Và bởi vì ngài không, ngài ly dục và ngài không tạo ác nghiệp bằng thân, cho nên là ngài không có mùi hôi, thân ngài không có mùi hôi. Ngoài ra thì nó còn có một vấn đề nữa, đó là cái chỗ cái hư cái mình gọi là cái cốc này ở, nó có cái từ là ganh thất cú tí, tức là mình dịch là cái hương thất. Tại vì sao? Bởi vì á, cái hương thất đó đó là do bà Quý Sa Kha cúng dường cái Đức Thế Tôn. Quý vị tập kinh, quý vị sẽ thấy là nhiều nơi dùng cái từ là Đức Phật ngự trong hương thất. Và cái đương nhiên cái cốc đó làm bằng gỗ và được được làm từ những cái loại gỗ rất là thơm, cho nên người ta gọi đó là cái hương thất. Đấy. Ngoài ra thì không có chỗ nào nói là Đức Thế Tôn có cái mùi hương. Kinh không có nói. Không tin quý vị đọc trong kinh tướng nha, kinh tướng Trường Bộ không không có chỗ nào nói hết trơn á. Hồi xưa cũng có dò trong chú giải thì không có nói, không có thấy nói.